Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Việc bỏ phiếu cho giới trẻ sẽ một lần nữa trở nên quan trọng trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ. Cả ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đều nỗ lực thu hút nhóm nhân khẩu học đang phát triển này trong cuộc bầu cử thực sự đầu tiên của Gen Z. Thế hệ Z hay còn gọi là Gen Z, sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2012, trùng với thời kỳ bùng nổ của internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Hiện tại cả hai ứng viên đều rất tích cực trong môi trường mạng xã hội và đang rất tích cực trên TikTok, gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng và xuất hiện trên các podcast. Trong đó, nhóm trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Trump nỗ lực biến ông thành ngôi sao lớn trên TikTok với những video độc đáo, không bàn về chính sách cựu Tổng thống Mỹ tham gia mạng xã hội TikTok từ đêm hôm 1 tháng 6. Theo Politico, tài khoản thu hút hơn 450.000 lượt theo dõi trong chưa đầy 24 tiếng. Sau 2 tháng thì số lượng người theo dõi đạt gần 10 triệu, vượt xa các đối thủ chính trị hàng đầu của ông. Thành công của ông Trump trên một ứng dụng được Gen Z yêu thích đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Trước đó, ông từng gọi TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia, còn hiện tại, ông xem đây là vũ khí tiếp cận cử tri trẻ tuổi với bà harris sự tham gia của bà đã đảo ngược cuộc đua tổng thống và mở ra một sức hấp dẫn mới cho đảng dân chủ với tư cách là đảng của sự lạc quan cơ hội và tuổi trẻ các video tiktok phổ biến và các meme được chia sẻ rộng rãi hiện nay tại mỹ đều cho thấy sức hấp dẫn của một ứng cử viên lạc quan vui vẻ như bà harris có sức hút đối với các cử tri trẻ tuổi có điểm tương đồng với chiến dịch của ông obama Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này không đồng nghĩa với việc những phiếu bầu của thanh niên sẽ là điều đương nhiên đối với bà Harris, vì nhiều số liệu cho thấy những người trẻ tuổi luôn có tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp hơn so với nhóm nhân khẩu học lớn tuổi hơn. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó tổng thống chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong những ngày qua, thay vào đó tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp VNBC News và Telemundo cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN. Theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas, một bang đỏ nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng một chuyến đi đến một tiểu bang trung thành với Đảng Cộng hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn ngoan. Ngoài ra, bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng hòa Liz Cheney. Bỏ qua xung đột ở Trung Đông, có lý do để bà Harris tiếp tục các kế sách tranh cử có phần gây tranh cãi. Những người ủng hộ Đảng Dân chủ tin rằng lời kêu gọi của bà đối với nhóm cử tri trung dung có thể giúp đảng này giành thêm nhiều lá phiếu và tránh lặp lại câu chuyện bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton thua ông Trump với kết quả gây sốc. Sóng phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố, vì vậy chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu, bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump để nhắc nhở những cử tri ôn hòa không đưa cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng trên chặng đường tranh cử. Quyết định đến Texas của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ Đảng Dân Chủ trong vấn đề tự do sinh sản. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vẽ nên viễn cảnh luật cấm phá thai của Texas có thể được áp dụng trên toàn nước Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn. Ông Jim Messina, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng. Cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ. Phó Tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông Trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ Harris tại các tiểu bang chiến trường quan trọng. Tỷ lệ ủng hộ bà Harris từng tăng mạnh trong thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ hoặc sau cuộc tranh luận duy nhất của bà với ông Trump, cuộc tranh luận mà bà được cho là đã giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mật tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như tuần trăng mật lại khép lại vào thời điểm ít ai mong đợi nhất, chặng cuối trên đường đua vào Nhà Trắng và chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để ứng viên đại diện Đảng Dân chủ đảo ngược tình thế. Với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay. ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris vừa phát biểu tại hội nghị ở Pennsylvania rằng chính quyền của bà sẽ khác với chính quyền của tổng thống Joe Biden. Theo đó, bà Harris nỗ lực tách mình ra sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy tổng thống đương nhiệm đang là lực cản đối với cơ hội chiến thắng của bà, vì một số cử tri mong muốn hướng đi mới sau kỳ bầu cử lần này. Bà Harris chưa từng giải thích cụ thể rằng bà sẽ khác Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện nay như thế nào, mà chỉ nói chung chung. Bà Harris nói trong cuộc trả lời CNN rằng, chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Biden. Bà cho biết thêm, tôi đến với vai trò này từ những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng mình. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới trong một số vấn đề và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới. Phát biểu này là nỗ lực thuyết phục những cử tri vẫn còn dao động khi cuộc chạy đua xít sao khiến một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Kể từ cuối tháng 8, bà Harris tuyên bố ủng hộ chính sách thuế tối thiểu đối với tầng lớp siêu giàu mà Tổng thống Joe Biden đề xuất, nhưng đưa ra thuế xuất thặng dư vốn dài hạn thấp hơn so với ông chủ Nhà Trắng ở mức 28%. Thặng dư vốn dài hạn là phần lợi nhuận phát sinh từ giao dịch các tài sản được nắm giữ trên một năm. Thuế suất này hiện tối đa 20%, tùy theo thu nhập của người nộp thuế. Trong kế hoạch ngân sách năm 2025, ông Joe Biden muốn tăng thuế suất này lên tối đa 39,6% đối với các hộ gia đình có thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ. Bà Harris cho rằng 39,6% là mức quá cao. Theo giới quan sát, khác biệt quan điểm về thuế thẳng dư vốn là dấu hiệu cho thấy bà Harris đang nỗ lực giữ khoảng cách với chính sách của ông Biden. Bà Harris lập luận rằng đề xuất của bà vừa đảm bảo công bằng về thuế, vừa khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tháng trước, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiết lộ ông chủ Nhà Trắng cảm thấy chạy lòng vì những động thái của phó tổng thống Kamala Harris và đảng dân chủ. nguồn tin của CBS cho biết tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. Thời điểm đó, một quan chức thân cận với ông Biden nói tổng thống Joe Biden hoàn toàn xứng sở bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. Phó tổng thống khi đó tuyên bố rằng bà không giống ông Biden hay ông Trump. Một quan chức khác tiết lộ ông Biden nhận thức rõ. Đảng Dân Chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạnh lòng khi các thành tiệu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Theo RT, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bất kỳ lời đe dọa nào chống lại Nga sẽ chỉ khiến Moscow mạnh hơn. Tổng thống Putin nói đáp lại thông tin rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh bom Moscow rằng các vị có thể đe dọa bất cứ ai nhưng đe dọa Nga là điều vô nghĩa vì điều này chỉ khiến chúng tôi mạnh hơn. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho hay ông không nhớ đã có cuộc trò chuyện như vậy với ông Trump, đồng thời cho rằng những bình luận như trên là lối nói chuyện bình thường trong chiến dịch tranh cử ở Mỹ. Ông Putin cho biết chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn căng thẳng. Tôi cho rằng các bạn không nên coi trọng tuyên bố của bất kỳ ai quá mức. Cách đây ít lâu, chia sẻ với tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump nhắc tới một cuộc trò chuyện mà ông được cho đã tiến hành với ông Putin khi ông còn giữ chức Tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, ông đã nói với Tổng thống Putin rằng nếu Nga tấn công Ukraine, Mỹ sẽ khiến ông nếm đòn đau và ở ngay giữa Moscow. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump đã nhiều lần tuyên bố cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông vẫn tại vị sau năm 2020. Ông cũng cho biết sẽ tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng vài ngày sau khi ông tái đắc cử. Hồi cuối tháng 9 năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc chính quyền kế nhiệm khiến Mỹ xa lầy vào xung đột ở Ukraine. Đồng thời ông cũng cam kết sẽ giúp nước Mỹ thoát khỏi cuộc xung đột này nếu tái đắc cử. Cụ thể, ông Trump nói, chúng ta sẽ mắc kẹt trong cuộc xung đột này trừ khi tôi là Tổng thống. Tôi sẽ chấm dứt nó, đưa chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ đàm phán chúng ta phải ngừng liên quan đến vấn đề này. Theo đó, ông Trump cho biết, nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để buộc họ phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Nếu Moscow từ chối, Mỹ sẽ cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Ukraine. Ngược lại, nếu Kiev từ chối, Mỹ lập tức cắt viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, cả Nga, Ukraine và giới chức phương Tây đều hoài nghi về khả năng giải quyết xung đột Ukraine của ông. Một số ý kiến cho rằng nếu ông Trump đắc cử, Mỹ sẽ giảm hoặc cắt viện trợ cho Ukraine. Ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Tờ Thời báo Israel cho biết, quân đội và cơ quan tình báo Bet của Israel vừa qua thông báo đã hạ Muhammad Abu Attawi, chỉ huy lữ đoàn Burais của lực lượng biệt kích Nukba thuộc Hamas trong một cuộc không kích ở giải Gaza. Ông Attawi chỉ huy nhóm tấn công một nơi trú bom gần lễ hội âm nhạc Nova ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo phía Israel, ông Attawi là nhân viên của cơ quan cứu trợ và công tác Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine tại vùng cận đông UNWA từ tháng 7 năm 2022. UNWA đã xác nhận việc ông Attawi là nhân viên của cơ quan này và đã thiệt mạng ngày 23 tháng 10. Tuy vậy, UNWA không đề cập tới cáo buộc cho rằng ông Attawi là chỉ huy của Hamas. Ở một diễn biến liên quan, Israel những tuần gần đây liên tục bị cáo buộc tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL. Những vụ việc này gây ra phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế và đang làm ảnh hưởng uy tín của Israel. Việc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban liên tục trúng đòn tấn công từ Israel đã vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng quốc tế. 40 quốc gia đồng góp binh sĩ cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban đã ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột đảm bảo an ninh và an toàn cho nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban để họ có thể tiếp tục công tác hòa giải và hỗ trợ cho hòa bình và ổn định. Tây Ban Nha, Pháp và Italia cũng ra tuyên bố chung chỉ trích các cuộc tấn công chúng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban là không thể biện minh được. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Israel phải ngừng hoàn toàn các cuộc tấn công chúng vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban. Trước đó, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, đã gọi điện cho người đồng cấp Israel, Yoav Gallant, để nêu lên mối quan ngại của Mỹ về các cuộc không kích vào vị trí của cơ quan Liên hợp quốc. Hiện nay, Israel đang đương đầu cuộc chiến đa mặt trận, gồm chống Hamas ở giải Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, lực lượng dân quân thân Iran ở Syria và Iraq. Vụ tập kích tên lửa của Iran cũng châm ngòi căng thẳng giữa Israel và Liên hợp quốc. Ngoại trưởng Israel, Israel Kass, hồi đầu tháng 10 tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là người không được chào đón, đồng nghĩa bị cấm nhập cảnh với Israel, cáo buộc ông ủng hộ Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và sẽ là nỗi hổ thẹn trong lịch sử Liên Hợp Quốc nhiều thế hệ tới. Động thái của Israel đã vấp phải sự phản đối chỉ trích của nhiều nước trên thế giới. Giờ đây, Israel tiếp tục gia tăng căng thẳng với Liên Hợp Quốc khi binh sĩ nước này nã đạn vào ít nhất 3 vị trí của lực lượng lâm thời liên hợp quốc tại liban